sau khi bán về quý vị xem và cảm nhận sẽ có rất nhiều cái kiến thức để quý vị học hỏi từ các cuộc nói chuyện của bác Tình, bác Việt và anh Thủy. Đuổi nhau để đấu nhau thì hổ chạy đến đường cùng rồi thì buộc phải ngồi xuống ngoái lại. Khi ngoái lại một cái thì cái tinh con hổ nó lớn quá, buộc con long chun lại cho con long nó phải nhỏ đi, nó thu hết lại, gọi là ngoại hổ tàng long hay là anh hùng tương ngộ. Hai bên là ngang nhau thôi. Bắt đầu từ một cái cây trực và như thế là có một cái món hay là thân huyền. Vâng. Thì người ta tận dụng được hết cái vẻ đẹp của nó. Phải nói là ở gia đình nhà chú thì đã biết tận dụng hết những cái của thiên nhiên ban tặng. Đúng ạ. Đấy. Mình cái không bỏ cái thiên nhiên. Thiên nhiên ban tặng. Những cái gì quý là mình phải tồn giữ của nó lại. Cháu giữ hết. Những cái thứ gì không quý là mình lược bỏ nó đi. À, đúng rồi. Thì tự nhiên cái viên ngọc nó được chắc, có nghĩa là thì ngọc bất chắc bất thành khí mà đã được chắc thành khí, đã được mài. Phải nói là cái cây này của gia đình nhà chú thì sau này chú có chuyển nhượng cho ai thì người ta cũng vinh dự là thừa cái tính cách nghệ thuật đấy, chủ nhân bây giờ đang được thừa hưởng đấy. Đấy. Vâng. đấy là cái hạnh phúc. Vâng. cái hạnh phúc của người được thừa hưởng. Và sau nữa là cái hạnh phúc của mình gửi tặng lại. Dạ. Chứ còn cái đồng tiền và cái bát gạo ai cũng rất là quý. Thì mà không có bát gạo làm sao mà nấu được cơm. Thế nhưng mà cái gì nó còn quý giá hơn nữa thì đó là những viên ngọc quý để mình để gửi gắm tất cả những cái hồn của mình, cái mong ước khát vọng của mình vào ở trong đó. Cái đó mới là cái tính cao của nghệ thuật, nó đang sống động ở trong gia đình nhà chú và bản thân chú gửi tặng lại trong mọi người. Đấy là cái tôi cảm thấy là được một cuộc thú vị. Vâng, nói với bác Việt là có trí tuệ đấy. Vâng. Thì sẽ có tất cả, mà muốn có trí tuệ thì phải xuất phát từ tình cảm. Cái trong Phật giáo gọi là lòng yêu thương, hay còn gọi trên ngành Phật ngữ là gọi là từ bi. Chữ từ là không cần sự đền trả, bi là yêu thương, từ bi là yêu thương mà không cần sự đền trả thì nó sẽ phát sinh ra trí tuệ. Và cháu là người chưa học một lớp học cây nào, không ai dạy chi tiết, nhưng mà tự học được mà làm đến mức độ mà những tác phẩm này nó làm ở cái nghề nó đang người ta không biết mình biết làm cây thì thế nó mới thú vị. Thế mà có một cái đặc biệt phát hiện là chú này vừa rồi nó chuyển cây, nhưng mà thật ra chú có cái rất là tài ở cái chỗ là cứ tưởng cây nó tự nhiên của thiên nhiên, nhưng mà chính đó là mồ hôi, là công sức, là bàn tay của mình, là thao thức bao đêm. Dạ, đúng đó rồi. Đó người ta gọi đó là dấu cái bàn tay nhân tạo trong bàn tay thiên tạo. Đúng ạ. Cứ tưởng là của thiên nhiên nhưng mà không phải. Đấy là tôi lấy ông thiên nhiên làm thầy của tôi. Đúng rồi. Đấy, tôi nói chính xác. Tôi học ông để mà tôi làm thì hóa ra tưởng là cây nó tự nhiên che chở bóng mát cho mọi người, thì hóa ra đấy là cây của mình. Thế nên là cái đặc biệt là đã gửi cái bàn tay nhân tạo trong cái bàn tay thiên tạo. Đúng ạ. Vâng. Kinh quá. Vì đó là cây nó phải hút hồn. Bác với anh vừa đi vừa chia sẻ nhỉ. Dạ. Vừa đi ngắm cây đi, rất nhiều tác phẩm đẹp. Đã được một chương trình trong tuần này vâng ạ, gửi các chú tất cả các cháu. Năm nay này cách đây khoảng chừng trên dưới 15 năm xuất xứ từ Ninh Hiệp ra Lâm Hà Nội. Vâng. của chủ nhân tên là Phan thì có nhượng lại cho Lộc Phú Quý để chơi, thì qua một cái thời gian không ngắn không dài cho một cái cuộc làm cây thì hóa ra là Lộc Phú Quý đã đạt tới một cái trình độ, đạt tới một cái đáp số rất là lớn. Bắt đầu nhìn từ xa mọi người đang bác Việt và anh Thủy đang đứng trước cái tác phẩm Cửu Long Tọa Sơn, một tác phẩm rất đẹp của anh Lộc Phú Quý. Nhưng hóa ra đây là một cái bờ tường cổ của một cái thành cổ, nó chỉ cách điệu cái là như thế là được 8 cái chân quỳ,
để nâng cái thành cổ ấy lên. Bốn phương tám hướng. Bốn phương. Đấy, để nâng cái thành cổ ấy lên. Thế và cái thành cổ này thì người ta lại chỉ có làm bằng cái bờ tường chạy xung quanh, thì tự nhiên cái cây này người ta nghĩ nói rằng là ở trong một cái thành cổ. Trong thành cổ. Vâng. Thế mặc dù là cái cây này nó như một con đại bàng non, chưa nói rằng là nó có thể già rồi, nó có thể hàng trăm tuổi như cây của chú Thủy. Vâng. Thế nhưng mà nó đã thành đạt được một cái đáp số, mà cái đáp số đó là mọi người thấy là mãn nguyện, bởi vì rằng là có 9 con rồng hội tụ. Vâng. Đấy, thế thế mà đặc biệt Lộc Phú Quý là làm theo cái lối cành lả lướt như thế là uốn cho bay rất là xa cái chiều rộng. Đây là tán đa đấy. Vâng, đấy cái tán ngày nọ ông Quang Khang, ông là nhà phê bình cây cảnh, ông ấy có đọc một cái đoạn thơ là đầu làng có một cây đa, cành bổng chim hót, cành la trẻ đùa, hồn tôi dợp mát bóng trưa. Thế hôm nay bạn phép là tôi cũng có đọc lại, thì cái cây này Lộc Phú Quý chuốt cho cái cành nó rộng ra, làm theo cái lối cành lá nước, thì tự nhiên cái không gian nó rộng cũng giống như là một cây đa đầu làng. Vâng. Giống như là cây đa biến con đỏ, nó tỏa bóng mát ra yêu thương để che chở cho mọi người, thì tự nhiên cây gần với người và người gần với cây, nó thân thương đến thế là cùng. Thế và tôi lại nghĩ rằng là vừa rồi một cây rất đẹp và gây rất nhiều cảm xúc cho bác Việt. Cái rễ buông này vâng. Nó to lên thì các đầu con rồng nó to lên, cái đuôi con rồng nó nhỏ, càng chuốt ra ngoài càng nhỏ, thì tự nhiên cành lá lướt nó đã đẹp bao nhiêu, nó lại hùng vĩ, bên trong thì to, bên ngoài thì nhỏ. Đúng cái tính chất của bonsai đó là gốc bầu ngọn chỉ, đó là cái thành công. Thế và đặc biệt là người thì nó rất là yêu khách, mà rất là mến khách, đến nhà là hát, uống trà là ca, đi xa chẳng muốn cho về. Và thuật ngữ của người Kinh Bắc ấy là Kinh Bắc hội tụ và tỏa sáng, thì chín con rồng, chín cái đầu con rồng tỏa sơn và cái đuôi và vây con rồng tỏa ra xung quanh, giống như bạn bè đến đây cùng chung vui, cùng làm việc, cùng đem hết tài lực ra để làm cho cây rồng. Cái đó là những cái lời bình rất là hay. Thì quý vị nghe Bonsai Đỗ Huy bình rồi, những cái kiến thức về cái cảnh thì phải học hỏi các bác rất là nhiều. Thì hôm nay hãy nghe quý vị hãy nghe cái kiến thức của bác Việt. Bình đẹp đến mê hồn trận thì người ta gọi đó là kỳ tuyệt. Thế và cái kỳ mỹ có nghĩa là nó đẹp đến mỹ nhiều, gọi đó là kỳ mỹ. Cái điều thứ hai đó là Lộc Bản Vân tán xa và tán gần, tán thưa và tán dày, tán to và tán nhỏ, làm cho lùi ra xa. Nếu như các phóng viên lùi ra xa thì thấy rằng là như thế có những phát tán như thế, nó cứ ẩn khuất ở trong mây, nó cứ kỳ kỳ ảo ảo, thì người ta gọi đó là gọi đó là kỳ ảo. Vâng. Nhiều khi nhìn thấy nó hiện thực quá, người ta không phát hiện ra kỳ ảo được. Thì cái cây này nó tán xa, tán gần, tán dày, tán mỏng, tán cao, tán thấp, làm cho cây có những cái bông răm nó ẩn khuất ở trong mây. Tôi phát hiện đó là cái kỳ của cái cây này. Cái đấy là nguyên lý tự nhiên. Vâng. Bởi vì không có cái gì vô chặt chặt, không có gì trọt trùng trùng, mà không có gì đều, tăm tắp. Vậy thì trong cái lớn có cái nhỏ, trong cái nhỏ được cái lớn bao bọc, và tính tương tác của nó hòa hợp đấy tạo nên một bảo khối tổng thể, đưa lại cái một cái tinh thần, một cái sự thoải mái cho cảm xúc của con người. Vâng. Thì cái này là nó làm đạt được như vậy. Và vừa bác Việt nói rồi, nhưng mà cái người ta giỏi ở chỗ là người ta giả cái chậu này thành cái gốc cây, còn đây là thân,
nên là bái dên vào đúng như một cây đa mấy trăm năm. Đây là cái tài của người làm cái này, cái chế tác cái này. Thế còn nếu mà người nào có một cái ý chiều tượng nữa thì đây giống như là một cái cung, tức là một cái nhà, chứ cung là chữ nhà. Và tức là người có một ông cô cha, đứa con của mình, sau này người nào sẽ nối ngôi thì trong cái cung này sẽ điều khiển đất nước, điều khiển xã tắc như góc biển nói. Thì cái giỏi của cái người làm cái chậu này là có ý tưởng đây là cái gốc cây và đây là thân, rất là đẹp. Cây độc sinh quý tạo ra các cái tương phản ở chỗ là biết nuôi những các cái dễ to rồi biết kiềm chế các cái dễ nhỏ để cho các cái dễ nó không đồng đều. Vâng, cái dễ thì to, cái dễ thì nhỏ, nó tương phản với nhau. Thế cái lớp trẻ thì bảo rằng là cái vỉa đá này rồi nó tọa ở trên sơn này thì như thế là nó có nhiều hầm hố, có nghĩa là có những các cái lồi và có những cái ngõ để nó tương phản. Vâng, để cho người ta thấy rằng sao nghệ thuật cây cảnh nó lại sâu nặng đến thế, thậm chí ngắm cả ngày không biết chán. Đó là nghệ thuật, nó thu hút người ta để cho người ta được thả hồn vào đó, thả hồn người nghệ sĩ làm ra tác phẩm để gửi hồn vào đó, để gửi cho mọi người, thì mọi người được thưởng ngoạn, được thưởng thức cái kết quả đó, có nghĩa được thưởng thức cái tác phẩm đó thì cái hồn của người ta cũng được bay bổng. Đó là cái thành công của lục quý ta ở cái chỗ đó. Đấy là hút được hồn mà. Hút được hồn của mọi người vào. Rồi. Đây. Đấy, có những cái vết nồi, có những cái vết lõm. Đấy, như thế là phải nói là hôm nay thì có hai cây được ký ở trên đá. Đó là cây phu thê dưỡng tử của chú. Vâng. Như thế là dưỡng ở trên đá và dưỡng được cả một cái mùa xuân xây dựng. Thì ở của Lộc Phú Quý thì này bao nhiêu như thế, cái vết lồi vết lõm làm cho người ta thấy là cái sự tương phản giữa cái mạch và cái yếu. Vâng. Mà hút hồn người ta vào đó. Sức hút đấy ạ. Vâng. Theo thuật ngữ thì chữ hồn là chữ biết. Vâng. Vâng. Vậy hút hồn là hút cái biết của mình. Vâng. Vậy đẹp không cần phải giải thích, đẹp tự nó hút và nó thu hút những người xung quanh. Chứ mình không thể nói cái này đẹp cái kia không đẹp được. Bởi vì đẹp không có tiêu chuẩn, đẹp có nghĩa là hút hồn. Chữ hồn dịch sang tiếng Việt là chữ biết. Hút hồn là nó hút cái biết của mình. Cho nên từ dân tộc, từ người biết chữ, người không biết chữ, từ ba gia, từ trẻ con, trước cái đẹp nó đều nhận thấy. Vâng. Mà không cần phải học, không cần phải giới thiệu mà cũng chả ai biết hồn nó ở cái chỗ nào. Thế mà khi nói đến hồn sao mày thích thế? Là thích thế. Ngay và trong khi đó người mình cứ tưởng hồn là sau khi chết, nhưng mà hồn là phải khi còn sống. Ví dụ như nói là Quang Hải là linh hồn của đội bóng Việt Nam đó, bởi vì chữ linh là chữ sáng, chữ hồn là chữ biết, thì nó là cái biết sáng nhất của cái đội đấy. Vậy đẹp có nghĩa là hút hồn. Anh không thể nói vào đây xem cây của tôi đẹp được mà tự cái đẹp nó hút vào. Mà hút anh không ra được luôn. Cái ông Robert Stephen, ông ấy về Việt Nam, ông ấy có phát biểu mà tôi nhiều năm nay tôi vẫn còn nhớ. Đó là không thể nói cây của tôi đẹp hơn cây của anh. Và ngược lại, không thể nói cây của anh đẹp hơn cây của tôi. Trước hết, nó là cái thông điệp để gửi đến bầu bạn ta, gửi đến nhân dân ta và toàn thể nhân loại cái giá trị của tâm hồn và nghệ thuật. Thế hôm nay mình chú như thế là được thỏa sức để mà nói chuyện tâm hồn và nghệ thuật. Chúc chú nhiều may mắn. Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhá. Đấy hôm nay bác và anh đấy, hai thế hệ cùng trò chuyện và cái đấy là mà từng lời nói bình của bác và anh như hai nhà thơ ấy đấy, mà cái hiểu biết nó đồng điệu, nghĩa là từng lời bình của bác và anh thì đều ăn khớp, phải không ạ? Thế sao ông cảm nhận thế? Nghĩa là cái hiểu biết thì cái biết của tự nhiên nó là một đấy một cái hiểu biết sâu, rất là sâu về cây cảnh, đã cùng cái tâm hồn
đồng điệu đấy hả? Vâng. Cùng một nhịp tim như nhau thì rất dễ. Mặc dù lần đầu tiên chúng tôi có gặp gỡ nhau nhưng đấy, mà thấy lần đầu tiên đấy nhá quý vị nhá. Thế mà những cái chia sẻ cũng như lời bình của hai của bác và anh rất là hợp nhau. Cháu cảm ơn bác và anh nhá. Bác tên là gì nhỉ? Tôi tên là Nguyễn Quốc Việt. Bác Sai Đức Huy cũng xin dừng video ở đây nhé.